chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 để giải quyết các kiến nghị của công dân. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân giải trình của cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giao cho ban tiếp công dân hướng dẫn bà Võ Thị Hồng, quận Hải Châu thực hiện đúng các quy định của pháp luật để giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất của gia đình bà tại tòa án đối với các hộ bà hồ thị mỹ thương đang công tác tại trường trung học cơ sở trần hương đạo quận hải châu bà trần thị thùy trang trú tại phường hòa khánh bắc quận đi chiểu xin được thuê căn hộ chung cư chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở xây dựng và địa phương xác nhận hoàn cảnh để xem xét giải quyết riêng với nguyện vọng tiếp tục có thuê căn hộ chung cư của hộ ông đoàn sơn tùng trú tại chung cư nam cầu trần thị lý chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố kết luận không đồng ý Đối với các kiến nghị liên quan đến việc xem xét giải quyết bố trí tái định cư của ông Huỳnh Lãng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hà Sơn, ông Võ Minh, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm đã nộp thuế theo quy định của ông Nguyễn Sửu, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Xem xét giải quyết việc trễ hạn và nguyện vọng xin nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ của ông Lê Văn Dê, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hà Sơn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao các địa phương xem xét thực trạng nguồn gốc đất đánh giá hoàn cảnh để báo cáo lại căn cứ trên các quy định hiện hành để giải quyết các kiến nghị của công dân đảm bảo đúng người đúng việc đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế